Rồi, hôm nay em xin chào cả nhà thân yêu của em nha. Chào anh em đồng nghiệp luôn. Thì sáng hôm nay hai chồng em cũng lại tiếp tục đi thăm bảy chuột cống nhum nha cả nhà. Thì ngày hôm qua em đặt ở khu vực này 22 cái. Bờ bên đây 6 cái nè, dưới bờ bên này. Thì ngày hôm qua em đặt 10 cái là mồi ốc, còn 12 cái là mồi lúa nha cả nhà. Thì có cái em cũng có bỏ thêm lúa nữa. Tại vì mùa này cũng chưa có mưa mấy á, chuột nó cũng thiếu mồi ăn, cho nên em thử mồi ốc, nó bay mồi ốc là có khả năng nó dính nha cả nhà. Ở cái bờ đó ngày hôm qua chưa cắt cỏ, này cắt hết trơn luôn rồi. Ôi rồi, để tới bảy em quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Chào cả nhà các em. Chào cả nhà. Thì ở đây em có con cái nha cả nhà. Thì cái bờ này hôm qua em tưởng nó chưa, người ta chưa có cắt cỏ, em đặt dính không? Lụm. Rồi gà móc chưa? Cái đầu tiên nha cả nhà. Thì em tưởng luôn người ta chưa có cắt á, em có đặt ở mé trên đó 3 cái mà chiều của người ta cắt tơn luôn. Cái người ta lụm luôn rồi quá. Lấy 6 cái. Cái đầu tiên lụm con nha cả nhà. Đây nha cả nhà. Nó chặt máy cả nhà, nó cắt bằng máy á. Banh chành cái bẫy của em luôn. Quá trời. À, em máy cầm liên hồi nó đem lên lấy cái lò xo lại. Dính không? Mới xuống cái lò mé bên đây 4 cái nha cả nhà. Coi chừng nó gài móc vô nha. Rồi rồi. Mới vô có hàng bên kia 6 cái cả nhà. Thì bị máy chém hết một cái. Dính được có 1 con à. Còn mé bên đây 4 cái. Bờ bên đây 4 cái nha cả nhà. Thì em qua không được, cho nên em để cho vợ em đi thăm. Rồi em ngồi đây em quay qua chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Cả nhà thông cảm nha. Thì cả nhà xem thì cả nhà giúp em đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ em nha cả nhà. Em rất là vui khi được cả nhà chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ hai vợ chồng. Không dính hả? Ờ đi thăm hết luôn đi, anh đang quay đi. Còn 4 cái, còn 2 cái nữa. Bờ bên kia 6 cái, bờ này 4 cái. Là 10. Còn cái bờ này 12 cái nè cả nhà. Bờ này chạy dài ra ngoài kia luôn. Lúc ở ngoài tới đầu lưới mới luôn. Là tổng cộng 22 cái. Anh em nào có nhu cầu ăn thịt chuột thì liên hệ với em nha. Số điện thoại của em ở dưới phần mô tả nha cả nhà. Không dính hả? Cái bên kia cũng dính được con đầu tiên. Cái bên này cũng dính được con đầu tiên. Sáng đáng lẽ là tính đi sớm á cả nhà, mà kẹt công chuyện cho nên không có đi sớm được. Giờ này cũng 7 giờ rưỡi nữa cả nhà. Rồi 4 cái dính 3 con, ý là 1 con. Còn ở bển 6 cái dính 1 con. Tại cái địa điểm này nè cả nhà, em nghĩ là người ta chưa cắt cỏ tới đó, cho nên em đi thăm hơi trễ chút xíu. Có công chuyện thì em đi thăm trễ chút xíu. Cái bờ ở bên kia cũng vậy, ngày hôm qua em tưởng là ta chưa cắt, ai ngờ đâu người ta cắt mất tiêu. Hư hên hư có 1 cái à. Qua tới bờ bên này nè nha cả nhà. Đây một con cái nè. Ồ lụm. Gà móc chưa, gà móc chưa? Từ từ đi coi anh coi gà móc gì đó. Rồi gà móc rồi. Một em nữa nha cả nhà. Khá là to đó nha, chuột bự bự không à. Vô. Đặt nó không có làm dấu làm gì hết á, đi gặp tới gặp thấy chỗ quần là hắn.
ở đâu đây hay gì nè, hai đẳng dính không? Không, không dính cái nha. Ngồi hả? Rồi để bây giờ để tới cái nào dính thì em quay chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Ông ngoài đó hả? Ông ngoài đó hình như anh đặt hai cái hay ba cái gì á, kiếm hết cái dòng đó luôn đi. Ông ngoài giữa ruộng cả nhà, hôm qua em thấy nó cắn dữ lắm luôn. Ở đâu đằng đây nè? Ở đâu đằng đây nè? Sáng mặt trời lên cả nha. Chá. Anh có dạch la cái lỗ chà bá nữa mà. Để em dừng máy nha cả nhà. Đi sớm giờ 4-5 cái nó không dính cả nhà, lại cái này dính cả nhà, nhưng mà chuột nhỏ. Thăm em. Nhỏ nha cả nhà. Cạt cái đuôi luôn. Thôi kệ nó, bỏ vô đi rồi về nhà sửa. Nên là nó cắn cổ quá chừng luôn cả nhà. Đây dài anh tính em còn mấy cái nữa nha cả nhà. Đem lên bờ em đi. Dạ. Rồi. Còn rồi rất quất luôn cả nhà. Đây có con cái này, cái đó không dính nha cả nhà. Cái này dính được luôn. Chạy được ngoài hả? Khôn dữ thần đó. Để dính con chuột con nữa nha cả nhà. Đó. Dính. Rồi bữa nay thắt rồi cả nhà ơi. Ừ, có nãy. Bữa nay thắt rồi. Bữa nay được cái 5 con phải không? Rồi đem vô liền em quay tổng kết clip cho cả nhà mình cùng xem nha. Cái clip trước cả nhà, qua hôm kia chứ. Rồi, em lạc mất hình cái xong rồi em lo em kiếm cả nhà, em quên kết thúc clip. Thì bữa đó là được 7 con, 20 cái. Còn bữa nay 22 cái mà được có 5 con. Rồi đem vô trong góc dừa trong đó thì em tổng kết nha cả nhà. Rồi thì em cũng thăm xong hết 7 này cả nhà, em cũng vô tới xe rồi. Thì bữa nay dính được có 5 con thôi nha cả nhà. Đây. Mà ba con này là bự lắm nha cả nhà, hai con. Đó. Đây ba con bự. Sao? Quay cái bản mặt qua là coi coi. Con nào con nấy chà bá luôn cả nhà. 22 cái. 5 con. Rồi con này cái đầu nó vàng vàng ngay cái con cổ. Nó bị lai hay gì mà. Nó lai hay nó già quá. Rồi thì video thăm bẫy chuột hôm nay của hai chồng em thì tới đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Thì cả nhà anh em nào có nhu cầu ăn thịt chuột công nhum thì liên hệ với em nha. Để số điện thoại ở dưới phần mô tả nha cả nhà. Rồi, thì bây giờ thì em xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà.